em gửi anh đây lời chào. Mà nhìn cây đi vội, mình làm xinh lên tôi, tại sao lại cách xa còn yêu như thế mà. Để lệ hoen mi khi một xuân đang thầm thì, nhìn người mà xa đi anh chẳng níu kéo điều gì. Mà nghe sau đáng thương, nhìn nhau như cô hương, tìm em ở bốn phương vì say nên vẫn vương. Em ơi vô tình chuyện tình mình gặp không may, em xa nơi này để giọt lệ ở bên đây. Bầu trời giờ hắt hiu, nhìn về nơi đó đây, bầu trời thì có mây, chỉ còn lại là đắng cay. Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng, 25 âm lịch nhìn ngày cười mà rưng rưng. Bên kia là pháo hoa, rộn ràng người đến xem, họ hàng mừng kết duyên, còn phần mình là hết duyên. Anh như trẻ lạc con tâm tôi giữa rừng thông, nơi cánh chim nhỏ lại đèn tim bên đâu để ngừng trông. Anh là một con đông đóm, mắt anh sáng đi xoay vòng gieo cho anh cả một mộng sống nên chẳng chịu khó buông trồng. Vì lúc ấy ta còn trẻ nên đầy bạc và mưu sinh, anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh. Anh gần bao với sông nước mà cần gần hay hữu tình, còn người ta cho em áo lụa hỏi tại sao chẳng phủ mình. Tình yêu ơi bình yên ai về đây đi, để anh ôm để gió cuốn đêm nay ai đưa về nhà, để gió hát vang lên câu tình ca. Để lê huyền mỹ khi một xuân đang thầm thì, nhìn người mà ra đi anh chẳng điêu kêu điều gì. Mà nghe sau đáng thương, nhìn nhau như cố hương, tìm em ở bốn phương vì say nên vẫn vương. Cắn tay tay đâu hết rồi hả? Đó mới à, cùng chết nhé. Rồi cuối cùng nắng thì cũng đã ngã vàng, bên người nhắn tình em phải thương bản thân. Cùng lắm phải không, giả trang lớp bị tông, biết người cũng chẳng trong đến thôi. Câu chuyện thầy là sao như nếu anh say như thế này thì ai xem. Người ta sẽ nói anh tệ bởi những thứ mà em đem. Vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ, dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở. Và ba của anh là lính mà anh từng làm cán bộ, anh không cho phép mình khóc sẽ có hư cũng ráng đổ. Đời người là kiếp lãng du anh chẳng may làm lữ khách, đi với nhau cả một hành trình giờ có xa chăng lỡ tết. Em ước là đời của em bình yên chẳng buồn phiền như người ta, mà giờ ra đây mà xem có người đang lên kiểu hoa. Và rồi sẽ tốt nhưng mà ở đây khi chẳng còn bằng lòng như ở đây. Tình yêu của anh thì có đủ mùi vị nhưng mà chẳng ngọt như ở tay em á. Na 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 na. Cảm ơn Jack phiên bản Thái Sơn. Trời ơi, ngồi ở dưới nghe mà thấy được những cái nút luyến lấy là có giống quá nha. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào ban giám khảo, tất cả các bạn, các bạn thi nữa. Yeah, xin chào. Này mình tập bao lâu? Có quá khó với lại Thái Sơn không? Thì rap theo như em để ý, bạn ấy rap giọng miền Tây, nhưng mà bạn ấy xử lý theo cách hát của miền Bắc nên nó rất là khó. Và đặc biệt là chưa hát xong bạn ấy là chuyển sang rap, chưa hết rap lại chuyển sang hát nên là đôi lúc em hơi hụt hơi một chút. Nhưng mà rõ ràng là thấy có sự cố gắng rất là nhiều trong những cái chi tiết nhỏ về giọng hát. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lắng nghe nhận xét đến từ anh Đại Nghĩa. Hôm nay anh lại một lần nữa ngạc nhiên với Thái Sơn. Khi mà còn trong bóng tối nhập nhoạng, em đứng ở giữa sân khấu em chào nha, thì cái cách cười cười của em á là nhìn thấy giống rồi. Dĩ nhiên cái gương mặt của mình không thể nào mà nó giống với bản gốc được 100% sẽ giống. Đúng, được anh là bởi vì Jack thì chỉ là một chàng trai trẻ dễ thương bình thường thôi, chứ không có phải là một người lớn tuổi hay để chúng ta hóa trang, hay là một người phụ nữ để chúng ta phải cải trang hoàn toàn thành một nhân dáng khác. Thì với cái mái tóc này, với cái bộ trang phục này thì mình biết đó là Jack đấy. Dĩ nhiên cái mặt hơi khác chút xíu thôi. Con mắt nữa anh, con mắt rất là giống đúng không? Mắt một mí, giống cái này giống. Là em mất một tiếng đồng hồ để mà quay lại cuộc sống bình thường, bởi vì khi dán mí xong lại. Ôi thật á, ôi bình thường là em mắt hai mí hả? Dạ bình thường em hai mí hơi hơn. Trời ơi, vậy là hóa trang hay quá. Nãy giờ tưởng cái tướng thật thiệt của em không á. Vậy thì mình phải dành một tràng vỗ tay cho đội ngũ hóa trang của chúng ta. Hay quá.
cái mũi cũng giống nữa. Thì cái mà làm anh cảm thấy là thích thú nhất với tiết mục này là cái giọng hát của em. Tuần trước em làm Michael Jackson, cái giọng cũng bắt chước giống như ông ấy. Còn tuần này làm Jack thì cái giọng nó lại khác đi một tí, mà nó vẫn ra được cái màu sắc của Jack. Cái màu giọng nó lạ, cái cách luyến lấy, cái cách nhả chữ của bạn ấy. Anh nhớ có cái câu mà em lên cao, cái câu giống như câu điệp khúc á. Em hát lại câu đó thử xem. Hết rồi cuối cùng nắng thì cũng đã ngã vàng, bên người nhắn tình đã phải thương bản thân mình đó. Những cái nốt mà luyến em làm rất là giống, hoặc là những cái nốt âm vực nó hơi cao một tí thì em làm ra cái màu sắc của bạn Jack ngay lập tức. Đó là cái thành công của em trong tiết mục này. Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất là nhiều. Rất nhiều. Mà cũng tinh tế lắm. Cũng thấy là Jack trong cái tiết mục này hát là cứ cầm cái micro thế này nè, là cái ngón tay như bị xịt keo luôn vậy đó. Không có nhúc nhích được miếng nào hết trơn á trời đó. Phải công nhận là giống thiệt, cái giọng hát quá giống đúng không chị Mỹ Linh ơi? Nói chung chị thấy là bài này á, nếu mà nhắm mắt lại là từng đài bắt băng á. Nói chung là chị thấy rằng là đây là một tiết mục nữa thành công của em. Vậy là em sẽ là một đối thủ rất đáng gờm của cái mùa Gương Mặt Thân Quen năm nay. Dạ, cảm ơn chị Mỹ Linh rất là nhiều. Anh Thanh Duy có đồng tình với quan điểm của anh Đại Nghĩa cũng như là chị Mỹ Linh không? Hoàn toàn là đồng tình luôn. Yeah. Nhưng mà chỉ có thêm một tí xíu, cái này là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Tại vì Thanh Duy đã từng thi chương trình Gương Mặt Thân Quen rồi. Thanh Duy rất là hiểu cái tâm lý của các bạn khi mà bấm chọn icon đó. Mình phải tìm ra những cái đặc điểm nào hoặc là đặc trưng nhất để mà mình mang trên sân khấu. Ví dụ bạn tìm ra được là Jack chỗ này là bạn ấy sẽ rap bằng giọng nam nè, thì bạn phải nói một cái giọng nam thật là kỹ, rõ vô, nhấn vô cái điểm đó, gợi cho khán giả thấy được là mình đang làm cái nhân vật này nè, mình làm lố hơn một xíu không sao cả, cho người ta nhớ ra liền, tại vì đây là một cuộc thi về hóa thân mà. Đó, chúc cho bạn sẽ có những tiết mục hay tiếp theo nha. Dạ, cảm ơn anh Thanh Duy rất là nhiều. Cái điều này là Duy nói đúng đó nha. Giống như là tuần trước anh cũng có nói, đôi khi mình phải nhấn mạnh một tí vào cái đặc trưng đó. Em nhớ hoài hình ảnh của anh giả chị Mỹ Linh rất là nhấn luôn đó. Còn anh thì anh nhớ hoài em giả làm mà Lệ Quyên đó. Không mấy bây giờ em làm lại một chút cái nét của Lệ Quyên được không? Vỗ tay Lệ các Quyên bạn ơi. Ai cũng muốn coi lại hết, ai cũng mê hết anh Duy ơi. Ok. Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà trong nước hiền hòa. Đó em thấy không? Tức là chị Quyên sẽ không có như vậy. Phải là nhấn đậm lên xíu, đồ mình tô đậm lên mình đồ thêm để người ta nhận ra ngay đó là Lệ Quyên. Là một cái tiếp, một cái mẹo nhỏ đó. Nhỏ thôi. Đó, để dành cho bạn cũng như các bạn thí sinh khác luôn. Đúng rồi, một cái mẹo mà Khánh tin chắc là khi mà anh Thanh Duy chia sẻ thì ở những vòng tiếp theo Thái Sơn sẽ còn làm tốt hơn như vậy nữa. Dạ, xin chúc mừng Thái Sơn với tiết mục. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ.